chào bạn. Hôm nay ngày 14 tháng 12 năm 2023, shop Hân My về mẫu Twitter R5, khung carbon, phù carbon, cốt yên carbon, ghi đông bô tăng nhôm, bánh trước, bánh sau, bánh nhôm, vỏ Innova Pro, xe vỏ 700x25, van vòi hạt gạo, giá xe đang được bán với giá chỉ có 13.250.000. Khung carbon, phụ carbon, cốt yên carbon, ghi đông bô tăng nhôm. Màu sắc con xe màu cam. Tay đề Retrobat, cùi đề đĩa Retrobat, cùi đề lip Retrobat, giò dĩa RBL, cốt rộng 2 đĩa. Sơn 11, lip hả 11. Màu sắc con xe màu đen cam, Twitter R5. Giá xe 13.250.000. Màu đen cam. Ghi đông bô tăng nhôm, khung carbon, phụ carbon, cốt yên carbon. Tay đề lắc Retrobit. 13.250.000, bao ship. Ghi đông bô tăng nhôm, tay đề lắc Retrobit, ngàm thắng gom Techo. R5 và R10 rút Retrobit em bán bằng giá nha các bạn nha. 5-10 gì bằng giá hết. Giá 13.250.000, bao ship. Đây R10 em có nè, R10 em cũng có luôn. Hôm nay về R10 luôn nha các bạn nha. Cũng Retrobit 13.250.000. Đó, cũng dây âm cổ giống nhau. 13.250.000, y chang nhau hết nha các bạn nha. Đó. Cả hai con đều dây âm cổ giống nhau hết. 5-10 là một cái khung nha các bạn nha, chỉ khác số thôi. Khung carbon, phụ carbon. Bây giờ em quay 5, tí nữa em quay 10 cho các anh chị xem. 5, 10, 15, 20 về một giá hết nha các bạn nha. Khung carbon, phụ carbon, cốt yên carbon, yên Retrobat. Để không thôi các bạn lại nói R10 mắc hơn R5, R5 mắc hơn R10, cứ mắc qua mắc lại thấy mệt luôn. Hai con bằng giá nha các bạn nha. 5, 10, 15, 20 một giá, 13.250.000. Ngàm thắng gom Techo. Vỏ 700x25 niền nhôm. Cùi đề đĩa Retrobit. Sơn KMC X11, giò dĩa RBL, cốt rỗng Rowell, 2 đĩa. Sơn KMC X11, cùi đề đĩa Retrobit, giò dĩa RBL, cốt rỗng Rowell, 2 đĩa. Lip thả 11 tầng, cùi đề lip Retrobat, 2 đĩa 11 lip carbon fiber. Khung carbon, phụ carbon, cốt yên carbon, ghi đông bô tăng nhôm. Giá 13.250.000. 5, 10, 15, 20 giờ em bán một giá hết các bạn. Tất cả các xe em đều bán một giá 13.250.000. Bánh bạc đạn có nổ 2 đĩa 11 lít. Carbon fiber. Đâm Retrobat. Niền nhôm. Vỏ 700x25. Khung carbon, phụ carbon, cốt yên carbon, ghi đông bô tăng nhôm. Giá 13.250.000. Đó, bây giờ em quay so sánh cho các bạn R10 luôn. R10 cũng 13.250.000 luôn nha các bạn nha. Cũng khung carbon, phụ carbon, cốt yên carbon, ghi đông bô tăng nhôm. 5, 10, 15, 20 em bán một giá nha các bạn nha. Nó không có khác gì hết bạn. Nó cũng vậy à, cũng là chất liệu khung carbon fiber, cũng một nhà máy làm. Và giá tiền họ giao cái khung bằng giá nhau hết.
chỉ khác nhau về bộ rúp. Thì cả hai con rúp Retrobat giống nhau thì cứ một giá một thôi nhé bạn nha. Tay Deluxe con này cũng Retrobat, ngàm thắng gom Techo. Thì thể lệ theo yêu cầu của các bạn, nào là lấy thắng đĩa cơ dầu, nào là ta lấy Chitter R10 đó, thì em lấy Chitter R10, Chitter thắng đĩa cơ dầu lấy về bán cho bạn để các bạn biết cho rõ nha bạn nha. Một giá một hết, 13.250.000. Ghi đông bô tăng nhôm, khung carbon, phụ carbon, Chitter R10. Con kia R5 nhớ bạn nha, 5, 10, 15, 20, một giá hết các bạn, 13.250.000. Khung carbon, phụ carbon, cốt yên carbon, ghi đông bô tăng nhôm, cùi đề đĩa Retrobat, cùi đề lip Retrobat, giò dĩa RBL cốt rỗng. Cả hai con cấu hình giống y chang nhau, không khác gì các bạn. À, 2 đĩa và 11 lip, lip thả 11, cùi đề lip Retrobat, nền nhôm Retrobat, vỏ Innova 700x25, đầm Retrobat, cối nổ. Nổ cũng y chang nhau, không có gì khác hết á. Cả hai con đều một giá, 5, 10, 15, 20 một giá nha các bạn nha. Mười ba triệu 250.000. Địa chỉ mua hàng 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937009995. Chitter R5 và R10. Giá xe 13.250.000. 13.250.000. Giá này em bao ship, bao ship cho các anh chị luôn nha các bạn nha. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 11 nó ra 40, 45 luôn. Có khi ra R100. Đó, các bạn chơi 5, 10 luôn cũng một giá nha các bạn nha. Đó, em bán hàng một giá một. Các bạn bảo là anh không có R10, anh nói nó bằng giá R5. À, anh nói vậy đâu được. À, em lấy R10 vậy các bạn. Rồi các bạn bảo thắng đĩa cơ dầu á là anh không có, anh nói vậy. Đó, em lấy thắng đĩa cơ dầu em bán 14.650.000. Đó, cho bạn luôn, lấy bán phục vụ cho bạn và quay cho bạn coi luôn nha các bạn nha. 5, 10, 15, 20, 25, 30 về một giá hết các bạn. Không có thay đổi các bạn nha, màu nào cũng một giá hết. Chỉ có trừ cái bản màu mà đổi màu á, cái màu đổi màu người ta sơn á, công đoạn nó khó hơn thì người ta lấy mắc hơn vài trăm ngàn nha các bạn nha. Đó. Chứ cứ một màu sơn, cứ sơn màu nào cũng một giá hết. Chỉ khác nhau là khác rúp, Chitter là khác bộ rúp. Con rúp này giá này, con rúp kia giá kia, con rúp nọ giá nọ nha các bạn nha. Chứ 5, 10, 15, 20 một giá hết. Đó, khung sườn niền phục là hai con y xì nhau hết nha các bạn nha. 5, 10, 15, 20. Cái này là em so sánh luôn cả hai con cho các anh chị xem, để các anh chị biết 5, 10, 15, 20 đều một giá hết. Vỏ giống nhau, cùi đề, cùi đĩa, giò dĩa, sên, líp, ngàm thắng, ghi đông, bô tăng, khung sườn giống nhau. Chỉ khác nhau cái tem thôi. Cái anh An đẩy con số 10 sát con số 5 cái này. Hôm nay em quay so sánh luôn, không đẩy, đẩy hai con song song nhau luôn. Rồi đứng canh chứ không thôi tao quẹt. Rồi để đỡ đi, đứng canh xíu. Đó thì số 10 á là nó chỉ có Chitter không, có chữ Chitter nè. Có thêm cái tem ở đây, số 5 á nó cả hai cái Chitter hết, nhưng mà số 5 nó có cái tem carbon nè. Rồi có cái tem đây thôi chứ khung sườn là giống nhau hết, phục cũng giống nhau. Rúp cũng giống nhau, cái cốt yên cũng gắn qua cho nhau được, cái phục cũng thay thế qua lại cho nhau được hết luôn nha các bạn nha. Đó, giá thì một giá hết. R1, R3, R5, R10, R15, R20, tương lai R100 luôn cũng một giá nha các bạn nha. Cứ cùng một cấu hình là bằng giá nhau hết, khác cấu hình mới khác giá. Hai con này cùng cấu hình em bán giá là 13.250.000, 5, 10, 15, 20.